Hello cả nhà. Ngày hôm nay Nhi sẽ đem đến một món rất là ngon luôn. Món rất là phù hợp để uống vào mùa nóng. Đó chính là món cà dâu tằm. Mà ngày hôm nay mình sẽ được chia sẻ về công thức cà dâu tằm tươi luôn nha. Chứ không có dùng siro, không dùng mứt, nhưng mà cam kết là sẽ rất ngon. Mà quan trọng là cam kết là ngon mà thao tác đơn giản, không cần xên mứt, không cần nấu nướng gì hết mà vẫn rất ngon. Còn tối ưu về mặt bảo quản và giá vốn nữa. Và để làm được món cà dâu tằm, bây giờ mời chúng ta cùng với Nhi đến với phần giới thiệu nguyên liệu nha. Nguyên liệu chúng ta gồm có, đây là Nhi sẽ có 3 kg dâu tằm tươi nha. 3 kg này á là dùng 900g đường, 3g muối ăn. Còn nếu mình làm công thức 1 kg thì mình dùng 300g đường, 1g muối ăn. Dùng ít hơn thì mình chia ra ha. Thì 3 kg dâu tằm, 900 đường và 3g muối ăn. Rồi ở đây mình có là hạt đác ngâm dâu tằm rất là ngon luôn. Rồi chúng ta có nguyên liệu là nước cốt tắc. Và tiếp theo là trà, thì mình sẽ sử dụng là lục trà. Ngoài lục trà ra thì mình có thể dùng trà xanh hoặc trà ô long với hàm lượng tương đương. Nếu lục trà Nhi sẽ dùng công thức là 40g phụ với 3 lít nước sôi và 1 kg đá bi. Thì trà xanh cũng 40g và trà ô long cũng như vậy luôn. Và đối với 3 loại trà này thì làm trà trái cây đều ngon. Tuy nhiên nếu mà mình muốn thơm cái mùi trà nhiều thì mình dùng lục trà để làm pha trà trái cây. Còn nếu mình muốn cái mùi thơm của trái cây nhiều hơn thì chúng ta nên dùng trà xanh và trà ô long. Bởi vì là trà xanh và trà ô long thì cái mùi thơm của trà nó nhẹ nhàng hơn lục trà. Vì vậy nó sẽ giúp lên rõ cái mùi vị trái cây. Còn nếu mình dùng lục trà thì nó vẫn lên mùi trái cây, nhưng mà 50 mùi thơm đến từ trà và 50 hương thơm đến từ trái cây nha cả nhà. Vậy thì cái này là dùng cái nào cũng ngon hết, như cam kết là cái nào cũng ngon hết. Chỉ là mình đang nhu cầu của mình là đang muốn là vừa có vị mùi thơm của trà, vừa có vị thơm của trái cây. Hay là mình đang mong muốn là chúng ta muốn thơm trái cây nhiều hơn thì chúng ta chọn loại trà cho đúng ha. Rồi như vậy là nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta đi vào phần thực hiện làm món. Đầu tiên là Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta ủ trà. Ủ trà thì mình sẽ làm như sau. Chúng ta lấy 40g lục trà lài lọc phát, cho vào túi vải lọc trà, rút dây buộc chặt. Sau đó chúng ta cho túi vải lọc trà vào trong bình ủ trà có khả năng giữ nhiệt. Chúng ta cho tiếp 3 lít nước sôi vào, dầm, lấy cái que khuấy dầm lên túi trà từ 15 tới 20 lần cho nước sôi ngấm vào túi. Đậy nắp ủ nóng giúp Nhi 20 phút. Sau khi ủ nóng 20 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục dầm từ 15 tới 20 lần vào túi trà. Rồi chúng ta nhúng 3 lần và sau đó chúng ta vắt kiệt nước để thu được nước cốt trà. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho vào 7.5ml muối ăn, hoặc nếu cân gram thì cân khoảng 7g muối ăn. 1 kg đá bi cho vào bình nước trà của mình. Khuấy tan đá tan muối là chúng ta sẽ thu được một cái thành phẩm nước cốt lục trà lài lộc phát 3,8 lít nước trà. Như vậy là mình đã xong phần ủ trà. Trà của mình ủ xong thì mình để nhiệt độ thường dùng trong ngày, hoặc là để ngăn mát dùng trong vòng khoảng 3 ngày thì chất lượng trà là vẫn còn tươi ngon. Tuy nhiên là qua 3 ngày thì hết ngon. Nhưng mà lời khuyên thì vẫn là nên ủ trà và dùng trong ngày nha. Đó là phần ủ lục trà lài để làm trà trái cây. Ngoài ra nếu anh chị nào mà dùng sang trà xanh hay trà ô long, mình sẽ làm tương tự. Chỉ khác là mình đổi loại trà thôi. Trà xanh dạng lá nhuyễn thì mình làm công thức tương tự ha, như lục trà, về lượng nước, về số lượng trà, nhưng mình chỉ cần ủ là 5 phút thôi. Bởi vì nó lá nhuyễn thì nó chỉ cần ngắn thời gian để ủ ra trà. Còn trà ô long thì chúng ta làm y hệt lục trà, chỉ cần thay 40g lục trà thành 40g ô long thì chúng ta sẽ có nước cốt trà ô long để làm được trà trái cây. Và mình có thể chọn nước cốt lục trà, trà xanh hoặc trà ô long đều được. Nếu như muốn cái vị thơm của món nước nó vừa có hương thơm của trà, hương thơm của trái cây bằng nhau thì chúng ta chọn lục trà. Còn nếu mình muốn hương thơm của trái cây nhiều hơn hương thơm của trà thì chúng ta chọn trà xanh hoặc là trà ô long nha. Như vậy là phần ủ trà đã xong. Bây giờ mời chúng ta đến với phần ngâm dâu tằm. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta ngâm dâu tằm nha, để mà có được cái dâu ngâm để mình uống nước dâu ngâm hoặc là mình làm trà dâu. Thì ở đây mình có 3 kg dâu thì dùng 900g đường và 3g muối. Thì đối với cái muối này thì trước tiên mình trộn muối chung với đường cho đều trước đi. Đó, cái muối này này mình trộn chung với đường nha. Mình trộn cho thật là đều cái phần muối đường. Rồi dâu tằm thì mình mua về, mình sẽ lượm bỏ trái hư. Rồi mình rửa khoảng 3 lần nước cho sạch để ráo nha, để ráo rồi mới làm nha. Sau đó để ráo rồi thì chúng ta được thành phẩm thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cho dâu vô hũ. Đó, chúng ta cứ cho một lớp dâu, rồi chúng ta cho một lớp đường, hũ dâu.
Đó, rồi chúng ta đậy nắp và ngâm. Đó là một hũ, cái hũ này là đựng được 2 kg dâu, 600 đường, 2 gam muối. Tiếp theo phần dâu còn lại chúng ta sẽ vô thêm, chúng ta cho dâu vô. Đó, một đợt dâu, một lần dâu cho vô khoảng 500 g, rồi rải thêm 500 g dâu là mình rải 150 g đường. Đó, mình cho lần dâu thứ hai là đủ 1 kg. 1 kg dâu thì dùng 300 g đường ha cả nhà, với 1 gam muối ăn. Dạ rồi, như vậy là Di đã ngâm xong 2 hũ dâu, 1 hũ 1 kg với 300 g đường, 1 gam muối, và 1 hũ là 2 kg dâu với lại 600 g đường, 600 g đường và 2 gam muối. Và sau khi mình cho một lớp dâu, một lớp đường rồi thì bây giờ mình lắc nhẹ cái hũ nha, cho nó đều. Chúng ta lắc nhẹ thôi, lắc mạnh quá thì dâu nó nát. Đó, khi mình lắc nhẹ á, khi mình làm món là lúc nào mình cũng phải vui vẻ để đem lại những cái tính năng lượng tích cực cho món ăn của mình nha. Tuy là 2 kg dâu này mà mình phải mua cái hũ 5 kg ha. Mình mua hũ 5 kg mình phải ướp được 2 kg dâu. Còn mình mua hũ 3 kg là mình ướp được 1 kg. Đó, bởi vì dâu thì nó làm lồm cồm á, nên thành ra là nó sẽ chiếm rất nhiều không gian. Hũ này người ta đựng gạo, đựng đường thì mới đúng, còn đựng dâu hay đựng rau củ thì mình phải mua dư ra. Rồi, như vậy là mình đã xong phần ngâm dâu. Và cái dâu này mình không dùng được liền, mình phải để ở nhiệt độ thường 24 tiếng. Mình để nhiệt độ thường 24 tiếng để đường, dâu hòa vào nhau, và cái dâu của mình á, nó ra được cái nước dâu ngon và lên men nhẹ. Sau đó mình sẽ bảo quản ngăn mát và dùng dần, ngâm 24 tiếng rồi mới sử dụng. Và trong suốt thời gian sử dụng thì mình sẽ bảo quản mát để tránh tình trạng là dâu của mình nó tiếp tục lên men nha. Bảo quản ngăn mát thì mình dùng được trong vòng 1 tuần, thậm chí mình dùng được 2 tuần luôn. Nhưng mà ý là sau cái tuần đầu tiên á, thì sang ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10 trở đi á, thì dâu nó càng lên men nhiều hơn thì uống nó cũng rất là ngon. Tuy nhiên là có nhiều người không thích cái vị lên men á, thì thấy không ngon. Nhưng mà những người thích cái vị lên men thấy lại càng ngon nha. Nói chung là bảo quản ngăn mát dùng được từ 1 đến 2 tuần, ngon nhất trong vòng tuần đầu tiên. Và nhớ ngâm đủ để nhiệt độ thường 24 tiếng thì bắt đầu bỏ ngăn mát và dùng dần. Đây, sau khi mình ngâm được 24 tiếng thì dâu của chúng ta đã có cái chất lượng cái bắt đầu ngấm đường ngon như thế này đây. Và có cái phần nước nữa anh chị, đó, có cái phần nước rất là hấp dẫn. Rồi, bây giờ trước khi làm món mình sẽ lấy một ít cái dâu này đi xay thành sốt dâu tằm. Thì mình sẽ làm theo tỷ lệ 1:1 ha. Đầu tiên là mình, ví dụ mình lấy nước 100 thì mình cũng lấy cái 100 g. Đầu tiên là mình sẽ lấy 100 ml nước nha cả nhà. Tiếp theo là mình sẽ cân 100 g trái dâu ngâm. Đó, 100 g trái dâu ngâm và mình sẽ đi xay. Mình sẽ cho 100 nước dâu và 100 trái dâu đã ngâm vào để xay. Chúng ta sẽ bấm và xay trong vòng 3 phút để cho mịn. Sau khi xay 100 nước ngâm và 100 dâu tằm ngâm thì chúng ta vét nó ra. Chúng ta đổ nó ra ca hoặc ra bình để dùng dần. Thì cái hỗn hợp mà dâu tằm xay này này, lúc này nó đang được là 175 ml. Bởi vì khi mà dâu nó đang nguyên trái thì nó sẽ chiếm cái thể tích cao hơn. Khi mình xay nó mịn thì nó sẽ còn xẹp xuống. Thì như vậy là từ 100 nước, 100 ml nước và 100 g cái, chúng ta xay xong được 175 ml sốt. Sốt này mình cũng bỏ vào chai, đậy nắp, bảo quản ngăn mát, dùng dần được từ 1 đến 2 tuần nha. Rồi, như vậy là mình đã có dâu tằm ngâm, nước ngâm, sốt dâu tằm và các loại trà. Bây giờ Nhi sẽ ra ly. Nhi sẽ ra món trà dâu tằm tươi bằng 3 loại trà. Ở đây màu nước đậm đậm ở đây là màu của trà xanh này cả nhà, trà xanh. Còn ở đây màu nước đậm đậm ở đây là màu tiếp theo là màu của ô long, thì màu nước nó nhạt hơn. Còn tiếp theo là lục trà thì ở giữa, có nghĩa là màu mà đậm nhất là màu của trà xanh. Màu đậm nhì là màu của lục trà lài. Và màu đậm ít nhất là màu ô long. Rồi, bây giờ mình cho vô ly nha. Ở đây là trước tiên 3 ly này mình sẽ cho 150 ml trà vào ly trà xanh. Ly ở giữa là ô long và ly cuối cùng là lục trà. Tất cả đều sử dụng định lượng 150 ml nước cốt trà. Tiếp theo chúng ta sẽ cho đường vô, định lượng bằng nhau, bởi vì như đã cân cái độ đắng độ chát cốt trà nó tương đồng rồi nha, nên định lượng bằng nhau. 15 ml nước đường cho mỗi ly, 15 ml nước đường. Tiếp theo cái phần mà sốt mứt nè,
Sốt mứt của mình đong 25ml ạ, cho mỗi ly. Đây là sốt mứt nha, cái sốt mình đã xay nha, gồm có cơm và có nước 25ml nước sốt. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đong nước ngâm. Nước ngâm cũng 25 cho dễ nhớ ha, công thức rất dễ nhớ. 25ml nước ngâm dâu tầm. Rồi, tiếp theo tắc. Mình phải có tắc thì nó ngọt thanh nó mới ngon nha. Tắc là Nhi sẽ cho 2.5ml nước tắc vào mỗi ly. Wow, ngon quá cả nhà ơi. Sau đó mình khuấy đều lên. Tuyệt vời. Thơm. Trong này là vừa nước ngâm mà còn vừa có sốt nữa. Sốt dâu tầm xay nhuyễn nữa. Cái bí quyết nó nằm ở sốt dâu tầm xay nhuyễn nha cả nhà. Nếu mình dùng mỗi bình nước ngâm thôi thì nó sẽ không đủ ngon, mà nó nằm bí quyết ở cái sốt dâu tầm xay nhuyễn đó. Nhờ có cái sốt đó mình xay cả cái phần trái dâu hòa quyện với cái phần nước ngâm, nó tạo nên cái vị ngon và hương thơm cho món này. Tiếp theo mình cho đá vô. Tuyệt vời. Sau khi cho đá vô thì mình nên khuấy đều 10 vòng. Nếu không khuấy thì mình sẽ cho vô bình lắc. Mình lắc khoảng là 5 lần. Đó, khuấy để cho đá và nước nó đều nhau thì khi mình phục vụ khách hàng á thì khách uống là ngon liền. Còn nếu mình không chịu khuấy ha, khách uống ở dưới bị ngọt mà ở trên thì sẽ bị nhạt. Tiếp theo là Nhi sẽ cho vô đây mỗi ly một vá dâu tầm. Đây, mỗi ly một vá cỡ này nha cả nhà. Một vá cỡ này là khoảng 25 đến 30 gram. Rất là ngon. Đấy, một vá dâu tầm. Rồi, chưa hết. Mình có thể ngâm hạt đác cho chung. Công thức ngâm hạt đác như sau. Mình sẽ lấy 300g hạt đác, mình luộc. Mình luộc khoảng 1 đến 2 phút cho hạt đác nó sạch. Sau khi mình luộc xong rồi, mình để ráo rồi, mình rửa sạch rồi, mình để ráo rồi, mình sẽ cho 50ml sốt. Cái phần sốt mà mình đã xay á, 300g hạt đác đã sơ chế sạch, trộn đều với 50ml sốt và 10ml nước đường. Trộn đều thì chúng ta được cái hạt đác màu đẹp thế này đây, lung linh luôn. Mình cho vào mỗi ly thêm khoảng 4 cái hạt đác nữa. Là tuyệt vời luôn, 4 hạt là nửa vá thôi. Cho một vá nữa thì nhiều topping quá, cho 4 hạt ha. Trời ơi, tuyệt vời ghê không? Vừa dâu vừa đác. Sau đó mình có thể trang trí thêm ít lá bạc hà hoặc lá mùi tây để ly nước của mình thêm phần xinh tươi cả nhà. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cà dâu tầm tươi kết hợp với đác. Mình có thể đặt tên món này là cà dâu tầm hạt đác hoặc là cà dâu tầm tươi. Cái chữ tươi là nghe nó rất là hấp dẫn ngay cả nhà. Cái chữ tươi thì ai cũng muốn uống đồ tươi, muốn ngon mà vẫn là muốn cho sức khỏe. Vì vậy là mình đặt tên cà dâu tầm tươi rất hay, hoặc đặt tên là cà dâu tầm đác tươi cũng rất là hay ngay cả nhà. Đó, thì ở đây chúng ta có 3 ly với 3 loại trà khác nhau, trà xanh, trà ô long và lục trà. Rồi, tiếp theo Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta ra ly 1 lít nha. Ly 1 lít thì dùng 300ml nước cốt trà, 5ml nước cốt tắc. Nếu mà uống chua hơn có thể dùng 7.5, 5ml nước cốt tắc. Rồi 30ml nước đường. Rồi tiếp theo chúng ta dùng 50ml sốt mứt dâu tầm tươi đã xay. Rồi tiếp theo chúng ta dùng 50ml nước dâu tầm ngâm. Đó, ngon chưa? Đậm đặc luôn, khuấy đều lên nước cốt rất nhiều. Rồi chúng ta cho đá vô gần đầy ly. Quá hấp dẫn. Và ly 1 lít á, ly 500 thì 1 vá dâu tầm, thì ly 1 lít là 2 vá luôn các anh chị nha. 1 vá dâu nè, quá hấp dẫn. 2 vá dâu này ngập tràn dâu luôn. Trời ơi, quá rẻ. Rồi chúng ta cho thêm 1 vá hạt đác. Ly 500 4 miếng thì ly 1 lít 8 miếng. 8 miếng hạt đác. 2, 4, 6, 7. Wow. 10 điểm không nhân. Rồi một cái lá bạc hà hoặc là lá mùi tây cho xinh tươi cái ly nước của mình. Quá tuyệt vời. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong ly 1 lít rồi. Dạ rồi, bây giờ Nhi sẽ uống thử 3 món trà dâu tầm với 3 loại trà khác nhau là lục trà, trà xanh và trà ô long. Trước khi uống mình ăn thử cái hạt đác trước nha. Hạt đác ngâm dâu tầm nè. Ngon. Hạt đác chua chua ngọt ngọt, thơm mùi dâu tầm rất ngon. Bây giờ Nhi ăn thử trái dâu tầm nha.
quá ngon, chua chua ngọt ngọt, quá ngon luôn cả nhà. Cái này nó gọi là siêu cuốn, mình có thể dùng từ là siêu cuốn nha, rất cuốn. Rồi Nhi sẽ khuấy đều lên, Nhi sẽ khuấy đều cả ba ly này lên và rót mỗi ly một ít để thử nha. Đó, mình sẽ khuấy đều lên, mình sẽ rót cái ly trà xanh vào cái ly thử của trà xanh. Ồ, hấp dẫn quá ta. Mình khuấy đều lên, mình rót cái ly ô long vào phần ly thử của ô long. Rồi bây giờ mình uống thử nha, mình có trà xanh nè, lục trà nè và ô long. Nhi sẽ uống thử trước ly trà xanh so sánh với lục trà nha. Ngon, quá ngon, chua chua, có vị chát nhẹ của trà, chát nhưng mà không gắt, chát mà hậu ngọt, rồi chua chua ngọt ngọt, vị rất là thanh, gọi là thanh mát nhẹ nhàng, thơm mùi dâu tằm một cách tự nhiên. Quá ngon, màu đẹp, màu đẹp, đồ uống lại thơm, chát nhẹ không bị gắt, ngọt nhẹ nhàng, hài hòa, rất phù hợp để uống vào mùa hè. Tiếp theo là Nhi uống ly lục trà. Quá đã. Ly lục trà thì ngoài cái mùi thơm dâu tằm, nó còn có cái mùi thơm nhẹ của hoa lài nữa hòa quyện vào, thì nó sẽ thơm mà, một nửa là mùi thơm dâu tằm, một nửa là mùi thơm trà hoa lài hòa quyện vào. Còn cái vị thì nó ngon tương đương như trà xanh. Trà xanh thì nó lên 100% là mùi thơm của dâu tằm. Còn dùng lục trà thì nó lên 50% mùi thơm của lục trà, 50% mùi thơm của dâu tằm. Tiếp theo đến với ô long. À, cũng là một tuyệt đỉnh công phu nữa. Quá ngon. Ô long thì mình cũng nghe thơm 50% là hương thơm của trà ô long Lộc Phát và 50% là hương thơm của dâu tằm. Vì vậy những ai muốn trường phái vừa có mùi thơm trà nè, vừa có mùi thơm của dâu tằm thì chúng ta chọn trà ô long hoặc là lục trà lài Lộc Phát để pha. Nếu chọn ô long thì mùi thơm là hương thơm tự nhiên của trà ô long. À, còn nếu chọn trà lài thì vị trà nó sẽ là có cái hương thơm tự nhiên của hoa lài nữa nha, kết hợp với dâu tằm. Còn nếu như chúng ta chọn trà xanh á thì sẽ không có nghe hương thơm trà nhiều, mà chủ yếu là nghe được vị đắng chát của trà. Bên cạnh đó là mình sẽ nghe được hương thơm của mùi dâu tằm được nhiều nhất. Vì vậy nếu ai thích mùi dâu tằm thì chọn trà xanh, còn ai thích thơm mùi trà và thơm dâu tằm chọn ô long, thích thơm mùi hoa lài cộng với thơm mùi dâu tằm thì chọn lục trà lài Lộc Phát để pha. Và như cam kết cả ba ly này đều ngon. Cả ba ly này đều ngon, mình bán công thức nào cũng được hết nha. Và món này là Nhi quá ưng ý luôn. Và khi mà ra công thức này là Nhi đã phải test rất nhiều công thức khác nhau để mới chọn được một công thức mà ngon nhất, ưng ý nhất để gửi tặng cho chúng ta. Và bí quyết món này là nó ngon, nó nằm ở cái phần sốt dâu tằm xay đó. Và cả nhà biết đó, một món ngon nhưng mà lại không cầu kỳ, Nhi không cần nấu, Nhi không cần rim, Nhi không cần sen gì hết và Nhi vẫn có được những món ngon. Và về dinh dưỡng thì trái cây nếu mà được giữ tươi thì nó sẽ là đạt cái giá trị dinh dưỡng tốt nhất, đồng thời nó sẽ giữ được cái hương vị của nó, vì vậy nó ngon nhất. Còn trên thực tế mình sen, mình sốt, mình nấu lên á thì nó cũng không có gì là sai, tuy nhiên nó sẽ làm mất bớt cái giá trị dinh dưỡng nè, đồng thời là cái hương thơm của trái cây nó sẽ bị biến đổi và nó sẽ không thơm được như mà tươi. Vì vậy như luôn ưu tiên chọn phương pháp tươi ngâm thay vì sen hay là nấu hay là rim để đảm bảo giữ được giá trị dinh dưỡng, sự tươi nguyên cũng như là hương vị của các loại trái cây. Rồi, như vậy là mình đã vừa uống thử xong rồi. Bây giờ tiếp theo trước khi đến với phần giá vốn mời chúng ta đến với phần giới thiệu ưu đãi về khóa học cũng như là ưu đãi về sách nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã đến với phần ưu đãi xong rồi ha. Bây giờ nếu cả nhà mình có nhu cầu đăng ký học chuyên sâu hoặc là cần một cái đơn vị đồng hành để tư vấn mở quán, mình có thể comment đăng ký học kèm theo số điện thoại hoặc là tư vấn mở quán kèm theo số điện thoại để được Học viện Vinpa mình hỗ trợ. Tiếp theo chúng ta đến với phần giá vốn. Giá vốn ở đây là Nhi sẽ nói trên nền tảng giá vốn của trà xanh và lục trà. Còn trà ô long thì mình cộng thêm 500 đồng nha. Giá vốn của cái món này nếu bao gồm hạt đác, dâu tằm, ly, muỗng, ống hút đem về tất cả mọi thứ luôn, thì giá vốn mà làm bằng trà xanh và lục trà đó, hoặc là lục trà đó, thì giá vốn của mình là 7.500. 7.500 là bao gồm tất cả các nguyên liệu cùng với hạt đác luôn. Còn nếu như mà dùng trà ô long thì mắc hơn 500 đồng thì giá vốn sẽ là 8.000 cho ly 500. Và chúng ta đã biết định lượng ly 500 rồi. Nếu mình có nhu cầu làm 1 lít thì mình nhân đôi định lượng ly 500 là chúng ta sẽ có xài ly 1 lít.
Và thông thường á, khi mình ở quán Nhi mà bán ly 500 này á, thì Nhi bán 30.000. Còn nếu như mà ly 700 thì mình bán 35.000. Nhưng mà ly 1 lít mình sẽ upsell, upsize bằng việc là mình chỉ bán 40 hoặc 45.000 thôi. Thì như vậy mình vẫn có đồng lời mà khách hàng lại được lợi ích hơn, mà khách hàng cảm giác rẻ hơn, thì như vậy á, khách hàng sẽ thích đến quán mình để ủng hộ nhiều hơn nha. Đó, và tất nhiên là mình sẽ có một chiến lược giá phù hợp, thì chắc chắn là khách hàng của mình sẽ ủng hộ mình dài dài. Thì đó là do trường hợp quán Nhi là mặt bằng ở trung tâm thành phố, tiền mặt bằng là từ 40 đến 50 triệu một tháng, vì vậy là cái giá bán là 30-35 ngàn là chuyện bình thường. Còn nếu như anh chị làm ở vỉa hè này, hoặc là mặt bằng của mình 10-15 triệu thôi, thì mình có thể bán rẻ hơn. Giá vốn 7-8 ngàn thì mình có thể bán 20-25 ngàn cũng được rồi, đúng không ạ? Vậy thì giá bán thì mình không có một cái giá bán chung cho tất cả các chủ quán, mà giá bán sẽ phụ thuộc vào nơi khu vực mà anh chị mở quán. Mình mở quán, mình khảo sát giá mặt bằng khu vực xung quanh, mình xem là xung quanh đang bán giá bao nhiêu thì mình có một cái giá tương đương. Bán mắc quá người ta không uống nha, mà bán rẻ quá đó người ta cũng sợ là hàng của mình không chất lượng. Vì vậy cái quan trọng đây là sự phù hợp, chứ không phải là rẻ hay là mắc, đúng không cả nhà? Rồi, cảm ơn cả nhà đã đón xem. Và chúc tất cả chúng ta sẽ thực hiện món cà rau tầm tươi thật là thành công, để ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống gia đình mình một cách hiệu quả. Mình là Nhi Vinba, giảng viên Học viện Pha chế Vinba. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Follow Nhi nhận công thức hot trên mỗi ngày nhé.